Xin mến chào quý vị và các bạn yêu mến kênh. Hôm nay nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang tổ chức đêm giao lưu dân vũ chào mừng kỷ niệm ngày sinh nhật Bác. Và ngay sau đây là tiết mục của các cô gái đến từ tổ dân phố Phương Làng 1. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức tiết mục này nhé. Xin trân trọng cảm ơn.